Dạ, em Ri xin mến chào đại gia đình. Hiện tại thì Ri đang có mặt ở trên đường Trần Phú, quận 5 đây. Bây giờ cũng là 16 giờ chiều rồi. Thì không biết là đường phố thì như thế nào. Thì xin mời đại gia đình chúng ta cùng em Ri tham quan một vòng. Thì ở đây thì Ri thấy ngân hàng Vietbank đây thì cũng đã có những cái xe mà gọi là chuyển tiền đi đến là có thể là thu gom tiền của chi nhánh về hội sở rồi. Giờ này thì ngân hàng cũng nghỉ làm rồi. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2023. Thì hiện tại thì nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh sau 6 tháng đầu năm thì tính ra nếu mà chẳng luôn thì còn 16 ngày nữa là mới hết 6 tháng. 6 tháng đầu năm thì kinh tế Việt Nam, thành nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn ở trong cái tình trạng là đóng băng. Phải nói là các mặt bằng thì đóng cửa tràn lan. Rồi kinh tế thì khó khăn, thất nghiệp thì càng ngày càng gia tăng nữa. Cho nên là khu vực này thì bà con sống cũng khó khăn. Ở đây nhà bán hoặc là cho thuê đây, trăm một tiền thì đi thấy. Nếu mà gia đình chúng ta chạy thẳng luôn thì sẽ ra đường Trần Phú nha, mình sẽ ra Nguyễn Văn Cừ. Còn bây giờ thì Ri sẽ ra phải để mình vào đường An Dương Vương. Thì đường An Dương Vương này thì chuyên về các phụ kiện về ô tô. Thì ở đây thì dán keo nè, rồi hàng kính nha. Khi mà kính ô tô đồ bị nứt đó, thì người ta sẽ có một biện pháp là người ta hàn lại thay vì phải thay mới. Thì ở đây các phụ kiện về nội thất nè rất là nhiều, và kể cả cái phụ kiện mà rửa xe nè, vệ sinh xe nữa. Cho nên là đa số là cái xe du lịch thì thường là muốn gọi là độ chế cái nội thất hoặc là âm thanh hay là dán keo. Thường thì tất cả các xe thì khi mua về thì ai cũng có nhu cầu dán keo hết, cho nên người ta sẽ ra ngay chỗ đường An Dương Vương này, khu vực quận 5 này đây, để người ta làm. Thì ở đây là ngay ngã tư của An Dương Vương và Quỳnh Bản Đạt. Thì khu vực này thì đường Quỳnh Bản Đạt thì rất nổi tiếng về ăn uống. Thì khu vực này thì trước đây cái đường An Vương này thì có nhiều nhà hàng lắm, chủ yếu là các nhà hàng karaoke, cũng có mấy em phục vụ rót bia đồ, ngã quá ngã lại đồ. Nhưng mà hiện tại thì hình như là cái mô hình này thì càng ngày càng vắng khách rồi. Ri thấy là cái mô hình này là đi xuống rất là nhiều. Ở đây thì Ri thấy toàn là siêu xe không đây. Xe đã qua sử dụng, thấy là xe hơi mà gọi là xe thể thao đó, chỉ có hai chỗ ngồi thôi. Con đường này thì phải nói là kinh doanh là không trống một chỗ nào luôn. Cái mặt bằng thì nhan nhản với nhau. Ở đây thì nhiều tiệm bán phụ tùng, ngân hàng nè. Rồi xích tới nữa thì ở đây thì Ri thấy có một cái quán, một cái quán cũng rất là nổi tiếng, đó là quán bò Bít Tết Tính Hưng. Thì ở đây thì Ri thấy là nhiều lắm, rất là nhiều thực khách ăn. Thì quán bò này khoảng 3 giờ chiều mới mở cửa, khoảng 7 giờ tối là hết rồi. Mua về mà mua 2 phần 3 phần, mua nhiều quá cũng không có nữa. Bò ở đây thì ăn rất là ngon, quán bò phải nói là gia truyền luôn. Đây thì ngã tư của An Dương và Lê Hồng Phong. Chạy thẳng lên đây nữa thì phải nói là nguyên con đường này luôn. Hiện tại thì bây giờ Vietcombank thì đóng cửa rồi, bây giờ làm việc nội bộ rồi. Nguyên con đường này luôn là chuyên về làm về các gọi là dịch vụ mà có liên quan đến xe hơi ha. Chuyên luôn nguyên con đường này. Bên tay trái của gia đình mình đó là quán bò Bít Tết Tánh Hưng đây. Kế bên trong hẻm thì có chỗ giữ xe.
Hiện tại thì đây thì thấy quán này rất nhỏ, nó chật thôi nha, bàn nhỏ xíu luôn mà ngồi đông nghẹo nghẽo luôn, giờ gọi là không có bàn ngồi luôn á. Phải nói là một cái quán mà bán mà quanh năm như vậy và bán chỉ từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối thôi, trễ hơn nữa là không nhận, hết phần rồi, không còn nữa. Và phải nói là kinh doanh phải nói là tuyệt chiêu, phải có một cái chiêu gì đó. Nếu bây giờ làm nhiều phần hơn cũng được chứ, bán tới 11, 12 giờ đêm vẫn được. Nhưng mà nếu làm như vậy thì khách người ta cảm thấy là phủ phê rồi, ngán rồi, thì người ta không có nhu cầu nhiều nữa. Cho nên là làm một ngày là chỉ bao nhiêu phần thôi, bán hết bao nhiêu đó là thôi, không bán nữa. Để khi mà khách người ta đến, có nhu cầu người ta đến thì người ta phải đợi lần sau, đợi ngày sau mới có. Thì ngay đây là đường Trần Bình Trọng đây, ngã tư Trần Bình Trọng với An Dương. Thì khu vực này thì đường Trần Bình Trọng thì nổi tiếng với nhiều cái tòa nhà văn phòng. Thì ở đây có văn phòng công ty này, rồi văn phòng công chứng nữa. Thì ở đây thì có nhiều quán cà phê nhỏ, và đặc biệt là cũng có cà phê mà có nhiều đào rồi, thì cũng còn sót lại ở đường Trần Bình Trọng này. Chạy thẳng lên thì gia đình chúng ta sẽ thấy ở đây là có hai cái trường đại học rất là nổi tiếng này. Phía trước của mình thì đây là ngân hàng VIB. Thì hiện tại thì rõ ràng là con đường này nhìn nó thành út như thế này, nó sang trọng như thế này, nhưng mà đi thấy là cái lượng khách thì nó cũng rất là ít thôi, rất là vắng. Du lịch Hoàng Mỹ đây, một cái công ty mà chuyên về các tour mà cho sinh viên nè, đi thực tập nè, còn có tour quốc tế cũng rất là nổi tiếng. Thì ở đây cũng có nhiều ngân hàng đây, Techcombank. Và bên tay trái chúng ta là trường Đại học Sài Gòn, còn bên tay phải là gia đình chúng ta là trường Đại học Sư Phạm đây. Đây là một trong những cái ngôi trường cũng rất là danh giá của Việt Nam chúng ta ở khu vực phía Nam. Đại học Sư Phạm là một nơi đào tạo ra là phải nói là rất là nhiều, gọi là các thầy cô giáo từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Còn ở hình như ở trường về đào tạo mầm non thì có một trường riêng nữa, không phải ở đây. Thì ở đây thì trước mặt gia đình chúng ta đây là cơ quan của Bộ Công an phía Nam nha. Cái này thì ở đây thì hiện tại thì khu vực này thì đã là đường Nguyễn Văn Cừ rồi, giao nhau với An Duy Vương. Thì xung quanh đây thì cơ quan công an thì nguyên cái cụm này rất là nhiều. Phía này thì khu vực này thì của Bộ Công an khu vực phía Nam. Còn lên cái đoạn Trần Hưng Đạo đó thì cả nhà mình sẽ thấy đó là công an của thành phố Hồ Chí Minh. Thì do Hồ Chí Minh mình là một thành phố lớn nên là cơ quan mà của bộ đặt ở đây cũng rất là nhiều. Phải nói là một trung tâm kinh tế lớn nhất nước, cho nên là rất là nhiều cơ quan của bộ đặt ngay chỗ thành phố Hồ Chí Minh này, và nhiều cơ quan của các nước khác về lãnh sự quán, đại sứ quán rồi thì đặt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mình rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì Ri sẽ mời đại gia đình chúng ta rẽ qua bên tay trái nha, Nguyễn Văn Cừ, đi một đoạn này thì xem như thế nào. Thì ở đây thì Ri thấy cũng có nhiều xe công nghệ đây, xe ôm công nghệ, xe Grab rồi GoZ đồ rất là nhiều. Ở đây thì hàng quán thì giờ này thì Ri thấy cũng liêu riêu được vài người, cũng hơi vắng, rõ ràng là so với những cái thời gian trước thì khu này vắng. Mà bên tay trái thì đây là có trường trung học thực hành đây, rồi trường đại học khoa học tự nhiên đây. Đây là một cái ngôi trường rất là danh giá tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Thì kế bên nữa thì bên tay trái nữa thì có trường chuyên Lê Hồng Phong. Thì những cái khu vực này thì gọi là đào tạo ra là những nhân tài cho đất nước đây. Trường chuyên Lê Hồng Phong thì cũng là một cái trường gọi là cực kỳ nổi tiếng luôn.
thì đã đào tạo ra các em học sinh là thi giỏi cấp quốc gia, quốc tế rất là nhiều. Và ở đây thì bên tay phải mình thì thấy đây có trung tâm thương mại Now John đấy, rồi hotel Nikko Sài Gòn, đây là một hotel 5 sao đấy ở khu vực này. Hiện tại thì khu này vắng, rõ ràng là quá vắng khách luôn. Không phải là ngay buổi chiều này đâu, kể cả buổi sáng và buổi tối nữa. Thì bây giờ đi nhìn vào thì như là không có khách. Nguyên một cái trung tâm thương mại là bao nhiêu gian hàng đó, rồi bao nhiêu nhân viên, bao cấp tầm tập tất cả luôn mặt hàng đó. Nhưng mà một cái điều phải nói là rất đáng buồn đó là nó không có khách. Không biết thì như thế nào. Thì ngay đây thì Ri sẽ đi thêm một vòng nữa, một vòng nữa để gia đình chúng ta sẽ vào cái con đường thời trang mà ngay khu vực quận 3 này xem như thế nào. Thì đây là ngay dòng xoay Nguyễn Nhân Cừ đây, Lý Thái Tổ, Phạm Quý Chánh đây, Trần Phú đây. Thì Ri sẽ qua chỗ Lý Thái Tổ rồi sẽ vẹo vào cái con đường thời trang này mà cũng rất là nổi tiếng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cái phố thời trang Nguyễn Trãi ra thì ở đây cũng có một cái con đường thời trang nữa. Thì vào thì không biết là cái khu vực này bây giờ thì ra sao. Ngày xưa thì rất nổi tiếng rồi, rất là đông luôn. Không biết là bây giờ thì cái phố thời trang này nó có còn nhộn nhịp không, mặt bằng nó có còn đắt đỏ hay không. Thì để mời gia đình chúng ta sẽ đi một đoạn nữa thì mình sẽ vào những con đường thời trang này. Ngay chỗ Lý Thái Tổ này thì người ta chuyên về về thay vỏ xe, xe hơi, vỏ mâm đồ đó, chuyên về là các dịch vụ mà thay vỏ xe cũng có sửa nhưng mà ít lắm, đa số là chủ yếu là xài vỏ thôi. Ở đây là gia đình chúng ta thấy một chiếc xe Mazda đây, cũng mới vào đây bảo dưỡng đây. Vỏ xe thì thay thường xuyên, tại vì các lượng xe hơi thì chạy đường xa, chạy xa và chạy thường xuyên nên là vỏ nó mòn và lên những cao tốc thì nó không an toàn, cho nên là thay là cứ tới định kỳ là thay thôi. Nhất là những cái anh tài xế đó mà khi mà mới lấy bằng hoặc là chưa có lái nhiều, chưa có kinh nghiệm mà khi ve xe đồ đậu sát vào đường rồi đó thì hay là cấn lên lề rồi cái là bị lủng mít xe, bị kẹt cấn đá đồ đó là nó lủng mít xe là phải thay. Cho nên là xài mà những tay lái mà còn mới hơi yếu thì xài về vỏ xe thì cũng hơi hao. Rồi bây giờ thì Ri sẽ mời cả nhà mình sẽ rẽ vào cái con đường thời trang đây, một thời rất là nổi tiếng luôn. Thì vừa vào thì Ri thấy ở đây khu vực này mặt bằng như đóng cửa hết, mang bản là cho thuê không thì không biết là như thế nào. Hiện tại thì khu vực này thì phải nói là một cái con phố mà thời trang ngày xưa cũng một thời rất là nổi tiếng, nhưng mà bây giờ thì đóng cửa la liệt luôn, nguyên một cái con đường thời trang gì mà đóng cửa quá trời đóng cửa luôn, không biết phải sao luôn. Nguyễn Đình Chiểu thì cái đoạn này hai chiều đi, ngày xưa là cực kỳ sầm uất luôn, phải nói vào đây thì thời trang nó nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm luôn. Thì bây giờ vẫn còn thời trang nhưng mà đi thấy là đóng cửa quá nhiều, rất là nhiều luôn. Xung quanh đây thì phải nói là đóng cửa gần như là 40% rồi, một bằng đóng rất nhiều. Nếu mà nói 50% thì hơi quá, thật sự là 40% rồi. Và các cửa hàng còn lại thì đi thấy hoạt động là gần như là cũng cầm chừng thôi, không có khách. Phải nói là cái bảng là thuê nhà rồi là đầy dãy ở đây luôn. Thì khu vực ngay Nguyễn Đình Chiểu nè, rồi Nguyễn Đình Thực nè, Nguyễn Thị Trần nè. Thì khu này là ngày xưa phải nói là bước vào đây là cực kỳ nhộn nhịp luôn. Bây giờ thì vào đây thì không thấy gì hết. Phải nói là cửa hàng thì vắng tẻo cà teo luôn. Và phải nói là tình hình này thì rất là nhiều cái hộ kinh doanh, cái người kinh doanh người ta phá sản,
do là không trụ nổi với cái mặt bằng, mặt hàng. Và bên tay trái đại gia đình chúng ta là chợ Bàn Cờ đây, một cái ngôi chợ mà cũng rất là nổi tiếng ở khu vực quận 3 này. Đây, đoạn này Ri sẽ đi thêm một đoạn nữa. Gia đình chúng ta thấy là dây Hồng Thạnh đây. Dây Hồng Thạnh thì Ri cũng thấy có vài khách vào đây. Dây Hồng Thạnh là rất là nổi tiếng, do là chất lượng nó thì khá tốt về da, và cái giá thành thì nó cũng tương đối, cho nên là nó Hồng Anh đây, dây Hồng Anh đây. Tương đối lên là thấy đây là nguyên cửa hàng dày, mặt bằng rất là rộng, nhưng mà thấy nhân viên là ngồi chơi thôi, ngồi chơi thôi chứ không làm được nữa. Thì ngay cái đường ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Bàn Cờ đấy, thì Ri thấy là ở đây phải nói là viễn cảnh kinh tế buồn, mặt bằng thì còn là đóng cửa và dán bảng rồi cho thuê thôi. Khu vực này thì phải nói là đến thời điểm giữa năm 2023 rồi mà như thế này thì rõ ràng là không biết là cái chuyên gia dự đoán là giữa năm 2023 này thì nền kinh tế chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ vực dậy. Nhưng mà nhìn thấy cái viễn cảnh này thì Ri nghĩ là kể cả cuối năm 2023 này đi thì nền kinh tế cũng khó mà dậy nổi. Ở đây thì đóng cửa la liệt như thế này thì rõ ràng đây cũng là một bài toán khó cho các doanh nghiệp rồi. Rồi hôm nay thì gia đình mình sẽ tham quan tới đây thôi. Thì Ri thì cũng là một cái kênh mới, so với các anh chị đã làm lâu những kênh lớn thì không thể nào mà chuyên nghiệp bằng, cho nên là sẽ có rất nhiều thiếu sót. Nếu anh chị nào có xem được clip này và đã thấy những cái thiếu sót của Ri thì cũng mong anh chị chúng ta góp ý hơn, nhiều hơn để cho Ri biết được là mình phải cần khắc phục những gì để ngày càng phục vụ gia đình mình tốt hơn. Nếu đại gia đình mình có xem được hết clip này thì xin hãy bấm một cái đăng ký cho Ri nha, để Ri được tăng thêm lượt đăng ký, cũng là một cái động lực để Ri tiếp tục làm ra những clip tiếp theo hay hơn, chân thật hơn. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại đại gia đình chúng ta vào những clip tiếp theo ạ.